gió mùa Tây Nam lại rồi. Trời thì chuyển mây rất là nhiều luôn. Phía đây là thành phố Phan Thiết nè. Chạy ra lại xuống dưới đây rồi mấy niềm pháp làm. Mấy anh em thì cũng đã chuẩn bị đồ xong hết rồi, giờ xuống săn bắt hải sản thôi. Hôm nay mấy anh em pháp lặn ở độ sâu tầm khoảng rơi vào từ 13 cho tới 15 mét nước nha. Pháp có đang xì tai và giảm ép tai đó. Hôm nay mấy anh em pháp đang có chạy tìm những cái điểm mới á, bắt những con hải sản cho nó nhiều nha, chứ mấy cái điểm cũ thì lặn nó cũng hết rồi. Anh Thảo có đang di chuyển và bắt sò ốc nhảy này cả nhà. Dưới nước thì mấy anh em họ động rất là nhanh nhẹn lắm, để bắt cho đạt thành quả tốt. Nên mấy anh em chạy nhảy như là ếch vậy. Đó là cách anh Thảo bắt sò ốc nhảy đó. Nó chỉ nằm trên mặt đất á, nên mình cứ chạy và bóc, chạy bóc thôi. Chạy tới chỗ đây thì Pháp có gặp được một con sò lông lớn. Pháp công nhận thì vùng biển thành phố Phan Thiết, cảng Phú Hài thì sò ốc nhảy rất là nhiều luôn. Tới chỗ này thì Pháp có phát hiện được một con sò tu hài này cả nhà. Một con sò tu hài đầu tiên. Đây là những cái bẫy ốc bạch tuộc đó. Chỗ đây thì Pháp gặp được một con sò dương luôn. Sò dương thì cũng hay gọi là con sò ngọt đó. Có một con sò mây ca. Phía trước của Pháp có thêm một con sò dương nữa luôn nè. Mới nhảy thì cũng được hai con sò dương và một con sò tu hài đắt tiền rồi. Chỗ đây có thêm một con sò mây ca nữa. Đây nè cả nhà, Pháp gặp một dấu tích của con sò dương, nó đang nằm mánh nè. Sắp tới thì cũng đã vào gió mùa Tây Nam về rồi. Mấy cái tháng đó thì mấy anh em Pháp lặn rất là cực khổ lắm. Nước thì rất là lạnh, nước mờ, sứa thì rất là nhiều luôn. Chỗ này thì Pháp gặp thêm một con sò lông. Sò lông thì nó ở những bãi dạng cát thì nó hay màu trắng như vậy lắm. Chỗ đây có một con sò mây ca nữa. Một dấu tích của con ốc mỡ đá nè. Ốc mỡ đá với lại ốc mỡ kia thì hai loại khác nhau á cả nhà. Pháp có thêm một con sò lông lớn nữa luôn. Đây nè cả nhà, con sò lông lớn nó nổi nửa con luôn nè. Vì còn nước chắc là ấm á, nên sò lông nó nổi lên trên luôn á cả nhà. Một con sò mica nữa luôn.
chạy tới chỗ đây thì Pháp phát hiện một con sò dương này. Con này thì nó nằm bánh rất là dễ thấy. Đó, nó nằm một đường kỹ sạn đó cả nhà. Có con thì nó nằm dấu tích rất là khó thấy lắm. Nhiều lúc thì Pháp cầm cái móc cào cào thì cũng cào được con sò dương luôn đó. Tại vì Pháp không có thấy dấu tích của nó cả nhà. Chạy vài bước chân thì Pháp gặp thêm một con sò lông lớn. Pháp có phát hiện ra một con sò lông này. Nó nằm với lại một con sò mai đó cả nhà. Thường thì sò lông nó hay sống chung với con sò mai lắm. Tới chỗ này thì Pháp lại tiếp tục có một con sò lông. Sò lông thì nó đang có lai dai đó cả nhà. Chỗ này Pháp phát hiện có một con ốc mỡ. Qua wow, thì ra là có con sò dương ở dưới nữa. Pháp nghĩ là con ốc mỡ nó đang cố tấn công con sò dương á. Cũng may thì Pháp gặp rất là nhanh. Nếu mà để tầm khoảng qua ngày mai thì con sò dương nó đã chết rồi. Con ốc mỡ thì nó ăn rất nhiều con sò lắm. Chẳng hạn như sò mai, sò tu hài, ngao hay còi đũa cả nhà. Nó đều ăn được hết nha. Một con sò meka to luôn. Qua wow, chỗ đây được hai con sò meka rất là to. Sò meka thì nó rất là nặng ký lắm. Tại vì nó là gọi là con sò nước đó cả nhà. Chạy tới chỗ đây thì Pháp có thêm cho mình được một con sò dương nữa. Sò dương thì ở quê Pháp lúc trước thì Pháp thường hay luộc thôi. Còn những cái món khác thì Pháp cũng chưa có thử qua. Không biết quý cô chú anh chị ăn sò dương thì hay ăn những món gì. Chỗ này thì Pháp gặp một con sò tu hài nè. Một con sò tu hài hoàng trắng. Tới chỗ này thì Pháp cũng phát hiện thêm một con sò dương nữa luôn. Quý cô chú anh chị mà có làm những món sò dương gì thì hãy để lại bình luận cho Pháp biết nha. Nếu có lần sau thì Pháp ăn, Pháp sẽ quay làm video ẩm thực cả nhà. Chỗ đây thì Pháp gặp con ốc tỏi rất là to. Ốc tỏi vỏ dày đó. Cả nhà biết đây là cái vòi gì không? Vòi của con sò tu hài đó. Không hiểu sao thì nó nằm nổi lên trên mặt đất luôn á cả nhà. Pháp nghĩ là con ốc mỡ nó bò ngang qua nó phả nhớt á, nên con sò tu hài nó rất là sợ. Nó chui lên mặt đất luôn. Đây là bạn Tù này cả nhà. Bạn Tù thì cũng mới qua đi ghi Pháp được 5-7 hôm gì thôi. Cả nhà biết đây là những cái trứng gì không? Đây là những trứng của con mực đó. Pháp nhìn vào ở ngoài mắt thường thì Pháp nhìn vào thấy những con mực nó có đang gần nở rồi. Pháp nhìn bên trong là thấy có con mực con ở trong đó luôn. Nhiều đây thì cũng tầm khoảng vài trăm trứng nha. Cũng tầm khoảng vài trăm con mực luôn á cả nhà. Pháp chỉ độ vậy thôi chứ không biết thì bao nhiêu con mực luôn. Cứ mỗi trứng là một con nha. Chỗ đây thì Pháp gặp một con ốc mỡ. Wow, hiện tại thì Pháp đang gặp một ổ trứng mực đất á cả nhà. Rất là nhiều luôn nè. Trứng này thì nó cũng đã già rồi, nó cũng gần nở con rồi đó. Nó nằm đây một lõm, phía trước của Pháp có một lõm nữa. Chạy tới chỗ này thì Pháp gặp được một con sò dương rất là to. Cũng có được 5-3 con sò ốc nhảy luôn nè. Pháp có phát hiện ra một con ốc tỏi. Nó đang lủi xuống cát lại cả nhà. Chỗ đây thì Pháp gặp một cái dấu tích của con ốc tỏi vỏ mỏng nè.
Chạy tới chỗ này thì Pháp gặp một con nó có đang bò đi luôn. Hiện tại thì đang có dấu ốc tỏi rồi. Cứ gặp bắt một con hai con thì quá, nó đang ăn con bà này cả nhà. Con nhím biển này thì rất là nhanh nhẹn luôn, con ốc tỏi vừa bò ngang qua thôi nó đã chạy rồi. Một con ốc tỏi to nữa luôn, nhìn nó le ra rất là đẹp ha. Phía trước của Pháp có một con ốc tỏi nó đang nằm mánh. Con nào con nấy cũng to không thôi. Ốc tỏi thì mấy anh em Pháp thường xuyên hay luộc ăn. Còn những cái món khác thì mấy anh em Pháp chưa thử qua. Không biết quý cô chú anh chị thường ăn ốc tỏi thì hay làm những cái món gì ha. Pháp và mong quý cô chú anh chị chia sẻ cho Pháp biết, để lần sau Pháp có ăn thì Pháp sẽ làm ẩm thực nha. Pháp cảm ơn nhiều. Pháp chạy tới chỗ đây thì phát hiện ra có một con sò tu hài nó đang nằm mánh á. Nó lòi cái vòi lên một chút xíu bằng mặt đất luôn thôi. Rồi, tới công chuyện rồi cả nhà. Đây nè, một cái vòi của con sò tu hài nó nằm đó. Đây là cái dấu tích nhìn thấy rất là dễ dàng đó cả nhà. Bắt sò tu hài thì nó rất là sướng tay lắm. Khi mà thọc tay xuống thì nó phục cái hơi của nó lên đó cả nhà. Nhìn đã lắm. Giờ Pháp vẹt xuống Pháp bắt thôi. Chạy một hồi thì Pháp cũng gặp một dấu tích của con ốc tỏi nó đang nằm mánh nè. Đây là một dấu tích của con ghẹ mặt trăng này cả nhà. Con này thì nó cũng còn nhỏ, với lại ốp nữa. Ốp thịt đó cả nhà, Pháp không bắt con đây đâu. Chỗ đây thì Pháp gặp được một con sò dương to. Sò dương thì chạy một chập rất là lâu mới là gặp được một con nha. Chạy tới chỗ này thì Pháp phát hiện được một con cá đuối ghim. Tháng này thì cũng đã vào mùa cá đuối đẻ rồi. Con cá đuối ghim này thì nó đang chữ một bụng rất là to luôn á cả nhà. Đây là cái bụng bầu của nó nè. Pháp không bắt con cá này đâu. Chạy một hồi nữa thì Pháp gặp một con sò tu hài nữa. Một con sò tu hài màu vàng trắng nha. Mấy cái con mà nó màu đen trắng á, mấy con đó mới là to chà bá lửa. Tầm khoảng 4-5 con vào 1 kg thôi. Tới chỗ đây thì Pháp phát hiện có một con bạch tuộc, nó có lũi dưới cát trong cái vỏ sò á cả nhà. Pháp phát hiện có thêm một con bạch tuộc nữa trong cái vỏ sò thái này. Nó thấy Pháp thì nó chui xuống, nó ập cái vỏ sò lại. Pháp công nhận thì bạch tuộc nó rất là nghĩ trang, rất là kín đáo luôn. Một con sò mica nhỏ Pháp không bắt. Tới chỗ này thì Pháp lại có thêm một con ốc tỏi nữa luôn. Phía trước của Pháp có một con sò dương nó đang nằm mánh nè. Có một con sò mai sập luôn nè.
chỗ này thì Pháp gặp thêm một con sò mai. Hôm nay Pháp với anh Thảo rất là có duyên luôn, gặp nhau hai lần luôn á cả nhà. Anh Thảo được gần đầy giật sò rồi. Anh Thảo đang ra ký hiệu với Pháp là có được mấy con ốc tỏi với lại con sò dương to. Dấu tích của con ốc tỏi rất là to luôn. Con này thì nó đã lũi xuống cát nằm rồi. Tới chỗ này thì Pháp gặp được một cục trứng của con ốc tỏi, không biết thì những con ốc tỏi nó có nằm lại hay không nữa. Đây là cái dấu tích của nó nè, có một con này. Thường thì nó làm trứng xong rồi nó sẽ tản ra để bò đi khắp nơi nha. Giờ Pháp kiếm xung quanh xem thử, nếu mà hên thì có được 5-3 con nữa. Chỗ đây thì Pháp có một con sò lông lớn. Tới chỗ này thì Pháp phát hiện có một con sò dương rất là to. Con này thì nó nằm mánh rất là khó thấy luôn á cả nhà. Pháp có đang gặp một con ghẹ so này cả nhà. Con này thì nó nằm lòi hai con mắt lên thôi. Đó, nó nằm nè. Pháp bóp thử nó có chắc hay là ốp nha. Nếu mà ốp thì Pháp sẽ thả nó thôi. Pháp đang bóp cái yếm đó. Con này trong cái quỷ nó rất là ốp luôn. Pháp thả con này lại cho nó chắc thịt thôi. Nếu mà ốp thì ăn cũng đâu có ngon đâu, với lại thương lái không có mua nữa. Chỗ này thì Pháp có thêm một con sò lông lớn. Giới thiệu với cả nhà, đây là em gơ nè. Gơ thì bắt được mấy con sò tu hài to chà bá lưỡi luôn á cả nhà. Đó, chỗ đây thì Pháp gặp một con sò mê ca. Pháp có đang gặp được một đầm trứng mực nè. Trứng này là trứng của con mực lá nha. Chỗ đây thì Pháp gặp một con ốc tỏi. Tới chỗ này thì Pháp phát hiện ra thêm một con sò tu hài nữa. Wow, rất là to nha cả nhà. To chà bá lưỡi luôn. Cái đầu nó đen,
còn dưới phần đuôi của nó trắng trắng tinh luôn. Con này thì nó rất là già luôn rồi, nó to cỡ đây nữa thôi, nó không có to nữa đâu cả nhà. Con nào mà to nhất thì tầm khoảng 2 lạng, 2 lạng mấy thôi. Chỗ này thì Pháp gặp một con bạch tuộc. Con bạch tuộc này thì nó đang đẻ trứng nè cả nhà. Pháp không bắt con bạch tuộc đây đâu, chôn nó lại để cho nó nở con thôi. Tới chỗ này thì Pháp phát hiện có một con sò meka. Pháp lại gặp thêm một con bạch tuộc nữa. Wow, một con bạch tuộc cũng đang ấp trứng nữa luôn. Đây nè, những cái trứng của nó đó. Giờ Pháp lại tiếp tục chôn nó xuống lại thôi. Tới chỗ này thì Pháp phát hiện có một con bạch tuộc nè. Con bạch tuộc này thì nó cũng còn bé lắm. Bạch tuộc này gọi là bạch tuộc Mỹ, bạch tuộc hai da nó cả nhà. Nó có thể to lớn hơn nữa. Một con gỉ sứ nó có đang nhảy da này cả nhà. Gỉ sứ thì nó lúc mà nó mới sinh ra nó đã ở trong con sứ rồi, nên mấy anh em đặt cho nó một cái tên là con gỉ sứ á cả nhà. Con này trong có quỷ thì nó lại ốp nữa rồi, chắc Pháp thả con đây thôi. Chỗ này thì Pháp gặp một con ốc tỏi rất là to luôn. Hôm nay cái điểm mới này chắc là có lý ha, bắt được nhiều hải sản ngon không thôi. Chỗ này thì Pháp lại có thêm một con sò tu hài nữa luôn. Wow, kế bên Pháp cũng có một con sò tu hài nữa nè cả nhà. Nó đang nằm mánh rất là khó thấy. Không biết thì con sò tu hài này có to hay không nha. Con này nó nằm rất là cứng luôn. Con này rất là bí luôn á cả nhà. Con này còn non lắm, nó màu vàng á cả nhà. Pháp chôn lại để cho nó lớn thôi. Pháp bắt con to này nha. Chỗ đây thì Pháp gặp một con ghẹ này. Con ghẹ so đó. Con này thì Pháp nghĩ tầm khoảng 2 lạng 2 thôi, cũng vào ghẹ nhất rồi. Pháp bắt lên thì nó không có chống cự gì luôn. Có nghĩa là nó đã bị lột rồi, là ghẹ hai da á, nên nó không chống cự gì mình lại luôn. Pháp thả con đây thôi, nhìn nó xì càng à. Đó, nó không có chống cự gì luôn á cả nhà. Thường thì Pháp mà chụp thì nó kịp ghê lắm. Đó, nó cứ tìm cách mà bỏ chạy thôi. Pháp đùa với con ghẹ chút xíu thôi, Pháp không bắt đâu. Đó, nó kịp Pháp cũng không có sao luôn. Vì nó mới thay da cả nhà, chứ mà ghẹ chắc thì nó mà bấm vào một cái tiết thịt luôn á. Bye bye mày nha. Hôm nay thì mấy anh em Pháp bắt hải sản cũng được nhiêu đây thôi. Giờ này thì mấy anh em Pháp cũng đã lên về dây đá để giảm ép lên chạy vào bờ rồi. Mấy anh em thì cũng đã tập hợp lại rồi cả nhà. Giờ mấy anh em Pháp sẽ giảm ép tay chân bụng đầu để lên chạy vào bờ nha. Đây là chú hai này, chú hai mới qua đi ghi Pháp thôi, có đang giảm ép cùng với Pháp. Pháp chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video ủng hộ Pháp nha. Em lót với em sẽ lấy sò lõi ra bỏ vào xô nha. Bỏ lõi xô em. Đây là những con đồ đắt tiền nè.
thì tầm khoảng 5 ngày một ký thôi cả nhà. Tính ra một tấn sò như vậy có 5 triệu thôi. Giờ mấy con sò đã tiền thôi cả nhà. Video lặng nghĩ của